Hôm nay lại là thứ sáu kinh dị và đây là mùa 8 của AMC The Walking Dead Mùa này là mùa của chiến tranh Hai phe Xavier và liên minh đánh nhau từ đầu đến cuối Xong rồi cuối cùng thì cách giải quyết chẳng khác gì phần trước Nhóm của Rick đang trên đà thua sắp mặt lờ thì một cá nhân tạo ra cơ hội Rồi cộng đồng Oceanside đến giúp sức chuyển bại thành thắng Trong khi cả người lớn đập nhau máu chảy đầu rơi Thì Carl ở nhà hiểu được điều mà loài người cần làm ở tận thế là đoàn kết Và thế là đạo diễn bắt Carl chết để Rick hiểu được điều đó Giờ đi vào phim thôi sau màn thủ thành ở Alexandria, liên minh ba cộng đồng khẩn trương đi tấn công trụ sở của Xavier là Sanctuary. Dwight thì vẫn tiếp tục làm tay trong cho Rick cung cấp thông tin nội bộ của Xavier. Trong lúc chuẩn bị thì Carl phụ trách đi tìm thêm xăng và gặp được Sidic, một anh chàng sinh tồn một mình. Rick lập tức chạy đến đuổi tay này như là đuổi vong vì nghĩ đây là do thám của Xavier. Thế đuổi đuổi thôi chứ giờ thì vẫn phải quay lại đánh nhau. Khi mà mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì đoàn xe được gia cố tấm chắn đạn lên đường đến Sanctuary. Trong khi đó thì một nhóm nhỏ được cử đi tìm một đàn zombie lớn và cho nổ một chiếc xe để thu hút chúng. Xavier tưởng đấy là vụ nổ từ bẫy của mình nên là cho quân đến xử lý đàn zombie ngay khi đội này rời đi thì đoàn xe của liên minh ập đến và dựng thành một hàng rào chắn đạn bên ngoài Maggie ra lệnh cả lũ bóp cò để đáp lại thì Negan cùng bộ sậu tự tin lôi ra Gregory dọa quân Hilltop phải rút lui nhưng mà chả ai quan tâm cả lúc này thì đội quân Xavier được cử ra ngoài dẹp zombie bị mai phục và đó cũng là tiếng còi mở combat. nhưng mà Rick không chơi theo kiểu trọi cơ Rick dùng toàn zombie bằng đúng cái cách mà lúc trước làm ở hầm mỏ Negan lúc này chật vật né mưa bom bão đạn Rick thì bị cuốn và trò bắn súng hỗ trợ với biên ngắm là Negan. May mà có Gabriel ra ngăn kịp. Điều cần thiết phải làm ngay bây giờ là di chuyển xuống phần mô tả và bình luận nhấn ngay vào đường link trước khi đàn zombie đến và càn quét hết áo của chúng cuối sau bản áo chính thức của chúng tôi, nơi mà chúng tôi đang có cực kỳ nhiều khuyến mại vào mùng 7 tháng 7 này. Hãy nhanh tay mua kẹo hết. Trước khi đi, Rick còn chụp lại cảnh tàn phá của Sanctuary để sau flex với bọn nhật giác. Gabriel đang chuẩn bị rút lui thì nhìn thấy Gregory đang loay hoay, thế là quay lại cứu, xong rồi bị kẹt lại trong làn đạn. Trong lúc đấy thì lão già cướp xe của Gabriel sủi luôn. Thế là Rick đành phải coi là ghép đã hy sinh và tiếp tục kế hoạch là chia quân ra tấn công các tiền đồn của Xavier còn trụ sở chính thì để đội quân zombie bao vây bên ngoài. Thế Gabriel chưa chết đâu, anh trốn vào một cái cabin ở bên ngoài và ố okay, một hình bóng quen thuộc đó là Negan. Nhưng mà trước đó thì quân liên minh được chia làm ba nhánh tấn công ba tiền đồn. Morgan và Jesus chia làm hai đường bao vây căn cứ thứ nhất. Carol và Ezekiel chỉ huy những quân kinh đầm tấn công căn cứ thứ hai. Maggie và Aaron dẫn quân đội Hilltop thú thỏa lực ở căn cứ thứ ba. Để một nhóm nhỏ do Rick và Daryl lẻn vào trong tìm kiếm súng hạng nặng. Bắt đầu thì mọi chuyện khá thuận lợi nhưng mà dần dần thì liên minh bắt đầu xuất hiện thương vong jesus lúc này quyết định không giết những tên Savior đã đầu hàng mặc cho terra và morgan cực kỳ chiếu khọ trong khi đó rick không tìm được súng và lại tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh rick thì đúng là một con chào màu toàn đi nuôi tu hú thế là anh đi tìm tiếp và lại ô kìa một hình bóng quen thuộc đó là morales một trong những gia đình sống sót trong trại của shane trước đã từng tách ra khi rick quyết định đưa mọi người vào atlanta để tìm cdc giờ thì morales là một Savior và không có ý định tha cho rick vì họ đã đi mọi mỗi người một đường. Xavier đã cứu rỗi Morales nên là anh không thể phản bội được. Lũ Xavier đang bị quân Hilltop giữ chân liền quyết đoán rút theo lệnh của Morales. Còn mà Hugh cũng chịu thương vong không nhẹ Eric người yêu của Aaron dính đạn hy sinh Ôi không Phía bên Jesus thì đang dẫn đám tù binh về Hugh cho Maggie xử lý Và Morgan thì vẫn tiếp tục cần nhằn đòi xử hết cái lũ này Đã thế cái tên tóc dài lại cứ khơi khơi Morgan về cái chết của Benjamin Morgan thì tí xón đái đánh nho Đúng lúc đấy thì có một đàn zombie xuất hiện Nhân lúc hỗn loạn thì tên tóc vàng kéo một đám chạy đi Và bị Morgan lạnh lùng tỉa cho đi luôn May mà có Jesus ngăn thì không tỉa thêm chết rồi Không tỉa nữa thì Morgan quay sang đánh Jesus vì bất đồng quan điểm Và công lý thuộc về kẻ chiến thắng, Morgan thua sức mặt lờ. Quay lại với Morales và Rick thì hai anh này chứng tỏ là tận thế đủ sức biến bất kỳ ai thành nhà đạo lý. Còn đạo của Daryl là làm trước nói sau. Hai người lúc này đã bị quân xây bao vây, đạn dược thì đã hết. Rick dùng viên cuối cùng bắn vào bình cứu hỏa, dùng khí xịt ra để che mắt đối phương. Rick và Daryl trong làn khói hạ từng tên xông vào. Lúc này thì người đầu tiên an toàn về hưu lại là Gregory. Maggie cũng nhân từ cho bố này vào. Ngay sau đó là Jesus về cùng đám tù binh. Jesus sau đó thuyết phục thành công Maggie là không lạm sát. Trận chiến ở phía trước Rick đã kết thúc. Những người sinh được đưa đi chôn cất Eric thì biến hình zombie nhập vào đàn gần đó để lại Aaron đau khổ sống sót Rick bê đứa bé ra trong trụ sở giao cho Aaron cho Aaron đỡ buồn và bảo là Aaron đưa nó và tin tức về với Hilltop đột nhiên một tên Xavier sống sót lại nổ súng Rick bảo là ê nếu mày đầu hàng người ta cho mày sống thế là tay kia đầu hàng và được đưa sang sống ở thế giới bên kia bởi Daryl thế là Rick bực phết đã hứa thả cho hắn đi rồi tiếp tục phim về diễn biến tại tiền đồn nơi Ezekiel lãnh đạo tấn công ở đây cũng thắng to nhưng mà là thắng to cho quân Xavier đội quân của Ezekiel Ezekiel bị tỉa đi cho gần hết tại vì chỗ này là chỗ Xavier giấu súng to. Còn mỗi Ezekiel sống sót nhờ thuộc hạ cứu. Những binh lính này cũng dần biến thành đàn zombie lao vào định ăn thịt nhà vua. Ezekiel thì hết đạn, chân thì què, cố gắng bò đi. May mà còn một anh lính hộ giá. Và trong lúc mấy anh em vô dụng thì may lại có Carol cân tim lẻn vào căn cứ Xavier hạ một loạt những tên vừa xả đạn ban nãy. Nhưng mà quân Xavier vẫn còn vài tên bắt được Ezekiel và muốn đưa ông đến Sanctuary làm con tin. Những tên còn lại thì nhanh chóng chuyển súng ra xe để mang đến Sanctuary cứu viện. Phía bên kia thì Ezekiel may được Jerry xuất hiện đúng lúc để hộ giá. Phía bên này thì Carol đang giả vờ đầu hàng nhưng mà thực chất là tìm cách để mở cửa cho zombie mò đến sau lũ Xavier. Mà giờ zombie cũng là nỗi lo của Jerry và Ezekiel. Thế là Carol phải lựa chọn giữa ngăn chặn cứu viện hoặc là đi cứu Jerry và Ezekiel. Carol chọn tận chung với nhà vua vì sau này ông này quan trọng phết. Thế là súng được mang lên đường tới Sanctuary. Cơ mà đúng lúc đó thì có tiếng mô tô gầm lên để và Rick đuổi tới thành công chặn được xe lại. Thế là kế hoạch của Rick không bị phá hỏng. Lúc này Carol, Jerry đang dìu Ezekiel quay về nhà vua sau khi mất hết lính thì thối chí rồi cứ đòi ở lại hy sinh giữ chân zombie các thứ nhưng mà con hổ của anh bất ngờ xuất hiện và đám zombie bù lại ăn thịt hổ như các cháu cấp 1 và thế là họ quay được về Kingdom. nhưng mà Ezekiel thì vẫn thối chí lắm chả muốn chiến đấu đâu quay ngược lại thời gian một chút để thấy được góc nhìn của Fesavier lý do Negan để cho liên minh có thời gian chuẩn bị kế hoạch các thứ là đầu tiên do Gregory Negan tưởng là cái ông già này có tầm ảnh hưởng đến Hugh Top nên là muốn dùng ông này làm mấy trò tâm lý mà hắn thích thứ hai là Negan thực sự là có tư tưởng cứu rỗi thế giới mà cứu thế giới thì cần nhân lực đấy là lý do mà Negan không bao giờ lạm sát chỉ giết đúng người để giữ trật tự trị an đúng lúc đấy thì tiếng súng gõ của liên minh vang lên và tiếp theo là cảnh mà tôi kể từ đầu video bây giờ thì Negan đang kẹt lại trong cabin với Gabriel Gabriel nhìn trong tình cảnh này chỉ có ngồi nói chuyện với nhau thôi với Negan thì Rick chính là cái kẻ gây ra mọi chuyện nếu mà Rick chịu phục tùng thì chả ai phải chết cả nếu mà giờ mà Negan chết thì tình hình càng tệ hơn tại vì tay Simon sẽ chiếm quyền mà tay này thì ngu lắm cơ mà giờ nhóm đứng đầu Xavier đang tìm cách thoát ra ngoài lại còn áp lực tìm ra kẻ phản bội trong nhóm nữa nên là chắc cũng chưa sợ lắm quay lại với câu chuyện của Negan thì ban đầu Xavier chỉ là tập hợp của một lũ du côn, nhờ có Negan lãnh đạo mới được như hôm nay Gabriel tranh thủ lúc này để khai thác điểm yếu của Negan nhưng mà tay này có vẻ chả có điểm yếu gì cho đến khi ghép nhắc đến gia đình vợ con thì Negan nổi khung lên nhưng mà ghép kịp trốn vào trong một khoang khác trong cabin trong lúc này ở phía Rick thì Daryl muốn dùng súng công thẳng vào Sanctuary nhưng mà Rick không muốn thế để vì như thế sẽ làm tất cả người của Sanctuary đoàn kết lại để chiến đấu. Để rồi tức lắm người muốn chiến đấu Rick bảo là thôi giữ sức chiến đấu chỗ khác đi, mà chỗ khác ở đây thì chính là hai ông đấm nhau vì bất đồng quan điểm, đấm nhau đến nổ luôn xe chở súng, thế là thôi tranh cãi gì nữa. Nhưng mà cả hai cũng ai làm việc đấy, không đồng hành với nhau nữa. Quay lại với Negan, hắn thuyết phục Gabriel cùng xông ra ngoài, nhưng Gabe bảo là mày kể chuyện vợ con mày trước đi rồi tao nghe. Thế là chúng ta được nghe kể là ngày xưa Negan cắm sừng vợ nhưng mà vợ vẫn tha thứ cho Negan, đến khi cô này biến thành zombie thì Negan cũng không dám kết liễu cô. Có câu chuyện làm quà rồi thì Gabriel vui lòng hợp tác, hai khứa lại chơi bài cũ, bôi thịt người chết lên. Ăn áo xông ra ngoài đi lúc này trong nội bộ Sevilla đang gặp vấn đề công nhân đứng lên làm phản thậm chí là còn lấy được súng trong tay đám tay chân của Negan đang loay hoay dọa dẫm các thứ thì nghe được tiếng huýt sáo Bố Negan đã về Gate bị nhốt lại nhưng mà được dặn là đối xử tử tế. Lúc này thì Eugene sẽ được lên sóng nhiều hơn. Trước tiên là phát hiện ra đoai làm nội gián cho Rick. Tiếp theo là được Negan giao nhiệm vụ giải quyết khó khăn hiện tại. Gabriel thì đang bị bệnh trong nhà tù và anh nhờ Eugene tìm cách để cứu tay bác sĩ ra ngoài. Cập nhật tình hình sau trận chiến thì Hilltop an toàn và giữ đống tù binh ngoài hàng rào. Kingdom thì mất hết. Ezekiel thì tự nhốt trong phòng. Rick thì tìm đến cộng đồng Nhật rác thuyết phục Jadis tham gia liên minh một lần nữa. Ở nhà thì Michonne và Rosita quyết định đến Sanctuary để nhìn tận mắt. Tara thì đến gặp Daryl để thống nhất sẽ khử Dwight sau vụ này. Trên đường đi, Michonne và Rosita nghe được tiếng nhạc, thế là đi tìm nguồn phát ra nó. Cả hai tìm đến một cái kho và phát hiện ra hai tên Xavier định dùng loa để giải cứu cho Sanctuary. Tất nhiên là hai bên bắn nhau nhưng mà chiếc xe vẫn kịp chạy đi mất. Thôi xong, Rick lại bốc cất rồi. Nhưng mà không sao, Daryl đến húc tanh bằng chiếc xe. Daryl tiện thể thuyết phục những người còn lại tấn công Sanctuary. Lúc này thì Carl đang đi tìm Sidic để đưa đồ ăn thức uống. Sau khi Sidic vượt qua ba câu hỏi thì Carl quyết định đưa anh về cộng đồng. Thì bố Sidic này thì đúng kiểu Ấn Độ, bao năm trời chỉ đi săn zombie vì mẹ anh bảo là giảm thế sẽ giải thoát cho linh hồn của chúng trên đường đi về cộng đồng hai người bắt gặp mấy con zombie và quyết định giải thoát cho linh hồn của chúng và thế là kho bị cắn một cái lãng xẹt vãi cải trưởng Why bro nhưng mà thằng cu vẫn bình tĩnh che giấu mọi thứ lúc này ở hilltop thì Maggie cho xây một khu tạm giữ và quyết định giữ lại bọn con tin để phòng bất chắc cả gregory cũng bị tống vào đây luôn về phần carol thì cô đến gặp ezekiel thuyết phục anh này tiếp tục đứng lên chiến đấu nhưng mà không được quay lại với rick thì anh bị nhóm nhặt rác lột lại để đúng cái quần đùi vì Jadis không hề tin là Rick thắng được Negan. Trong lúc này thì Eugene đến gặp Dwight, bắt anh là ngừng hợp tác với Rick, nhưng mà tình thế rõ ràng là quân Xavier đang thua nên là Dwight chả có lý do gì làm thế cả. Thế là Eugene đòi sang yêu cầu Dwight không làm hại ai cả và Negan sẽ không biết gì hết. Eugene đang đi thì bị kéo vào trong Gabriel, chả sứ giờ bệnh nặng lắm rồi, nhưng mà vẫn cố gắng cảm hóa Eugene quay về với Rick rồi là ít nhất hãy làm gì đó khi mà thời điểm đến. Lúc này thì Morgan phát hiện ra nhóm tấn công của Daryl và đến đề nghị giúp đỡ. Duy chỉ có Rosita học được bài học của việc tự ý hành động nên là phản đối. Michonne thì là không nên nhưng mà vẫn làm. Trong lúc đó, Negan gặp lại Eugene, thúc anh nghĩ cách hóa giải vấn đề khó khăn này. Eugene mới tạo ra một con flycam gắn thêm máy phát nhạc, dùng nó để dụ zombie đi, nhưng mà bị đoài cả lại. Eugene bực lắm, định McNegan vụ này rồi ấy. Cơ mà cuối cùng cũng chỉ thông báo việc làm đạn cho hắn ta. Quay lại về Rick thì Jadis định sửa tử anh vào một con zombie nhưng mà Rick phản kháng, Rick đặt kèo, Rick khống chế lại được Jadis, chứng minh bản lĩnh và thuyết phục được bãi rác tham gia với nhau. Nhưng mà khi Rick đưa họ đến Sanctuary thì chả còn con zombie nào ở đây cả. Chuyện gì đã xảy ra? Ôi không! Khi Rick tiếp cận cổng ra vào thì một loạt đạn chứng tỏ là Sanctuary chưa bị hạ đám nhặt rác thấy thế chạy luôn may mà có Carol cùng Jerry lái xe đến cứu Rick trong lúc này nhóm ở Alexandria vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra Daryl thì còn tưởng họ đã thành công đánh bại lũ Xavier Enid và Aaron thì ngược lại cả hai đang trên đường đến thuyết phục Ocean Side tham chiến đêm hôm đó thì khi hai người đang nghỉ ngơi có một bóng người lảng vảng xung quanh cả hai liền chia ra tìm kiếm người này và trong một khoảnh khắc thì init BOOM bắn nhầm thủ lĩnh của Ocean Sai luôn chính là cái người lò mò đấy thế là hy vọng đàm phán đi tong mà cũng chính đêm đấy ở Alexandria Negan đến tận cầm hỏi thăm Ezekiel ở Kingdom cũng bị hỏi nhưng may trốn kịp tên cầm đầu liền tập hợp toàn bộ dân chúng và thông báo Xavier đã chiếm đóng nơi này và ra lệnh truy nã Ezekiel Ezekiel thì lẩn trốn tìm cách châm nổ đống dầu dự trữ để thu hút sự chú ý của Xavier rồi lái soi bít đến cứu người dân sau khi đưa tất cả ra ngoài Ezekiel quyết đoán đóng cửa một mình đối diện với Xavier nhóm hưu top kia thì đang di chuyển đến Alexandria thì bị một đám chặn lại Kẻ dẫn đầu bọn này là Simon Và Simon đã bắt được Jerry Nên là Maggie đang phải giao hết súng ra Nhưng mà cuối cùng không ai bị làm sao cả Tại vì Hilltop là nơi tạo nên đồ ăn Nên đi cho sống tiếp Maggie đành phải quay về trong tức giận Và giết một tên tù binh cho nó hạ giận Để gửi cho Negan với hàm ý là Hilltop sẽ không đầu hàng Quay lại chiến trường chính Carl lúc này lệnh cho mọi người rút lui Còn cậu thì nói chuyện với Negan Và xin Negan giảng hòa Và cậu sẵn sàng hiến mạng để đổi lấy điều đó Lời nói của Carl khiến Negan lắc đi một chút Trong lúc đấy thì những người khác ở Alexandria đã dùng xe phá vòng vây ở phía sau Dwight và tên tướng nữ lập tức dẫn người đuổi theo Negan biết tin thì nổi giận vì bị lừa Lập tức ra lệnh ném bom vào bên trong Carl lập tức vừa rút lui vừa ném smoke dập lửa Lúc này thì người của Alexandria đang phục kích theo đoàn xe đuổi theo Kết hợp với Dwight để hạ hết bọn này Nhưng mà tên nữ tướng lại thoát đi được Thế là Dwight đang phải đi theo Alexandria vì nghĩ là đã bị lộ Negan lúc này xông vào bên trong Alexandria Đến nhà của Rick chờ anh những tên khác thì tản ra để tìm Kho, cũng trong đêm này thì Eugene đến đánh thức bác sĩ và Gabriel thực hiện lời hứa giúp hai người trốn thoát nhưng mà nhất quyết không quay về. Lúc này nhóm phục kích lũ vỉa đã quay lại, hóa ra là mọi người đã trốn xuống dưới cống ngầm. Rick lúc này cũng quay lại và lập tức về nhà tìm con. Negan thì đã phục kích ngay ở đấy, cả hai là vào đấm nhau. Rick thua và phải bẫy trọ. Anh tìm thấy được Michonne đang xả giận lên lũ lính vỉa xung quanh. Michonne dẫn anh xuống dưới cống. Dưới này thì ban đầu là nơi để Cedric trốn tạm nhưng mà tất cả đã không còn quan trọng với Rick bởi vì Kho đã bị cắn như đã nói thì cậu bị cán lúc giúp đỡ sa đích may mà sa là bác sĩ nên là cũng đỡ phí sau khi đưa sa đích trốn xuống dưới hầm Carl bắt đầu viết thư gửi tất cả mọi người chơi về judith tóm lại là làm tất cả những gì cậu muốn trong ngày cuối cùng sống cùng thời điểm đó thì đám xavier cũng giết sạch zombie và xông ra ngoài thế là morgan và các bắn tiệc khác phải rời đi morgan sau đó mò về kingdom cùng với carol tấn công lũ xavier giải thoát cho ezekiel carol khuyên morgan tha mạng cho tên cầm đầu trong lúc anh đang do dự thì thằng bé làm hộ luôn và nó chính là em trai của benjamin Henry. Nói chung là đa số thời gian tập này dành cho Kho, chắc là do đợt trước để Glenn đi nhanh quá người xem bực nên là giờ cho Kho đầy đủ thời gian để tạm biệt cũng là đủ thời gian để Rick chấp nhận điều này mà không khiến anh bị điên cuồng lên như lần mất vợ. Và cái chết của Kho sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của Rick sau này. Sáng hôm sau thì Rick và Michonne rời đi. Michonne muốn đọc thư của Kho nhưng mà Rick thì chưa sẵn sàng. Nhưng mà nhờ thế mà cô phát hiện ra là có cả thư gửi Negan. Điểm đến đầu tiên của Rick là bãi rác nhưng bên trong căn cứ của Jadis giờ còn toàn zombie. Vì sao? Vì Negan đã yêu cầu Simon đến dàn mặt bãi rác Vẫn dùng phương pháp cũ Giết một đứa để mọi thứ vào trật tự Nhưng mà Simon không đồng ý Thanh niên này muốn đồ sát hết cái bọn phản bội này Negan nhất quyết không cho Đúng lúc đấy thì quà của Maggie được mang đến Chính là xác của tên Xavier làm tù binh Và cũng chính là đệ của Simon Simon tức lắm Đang cơn tức chút hết giận lên bọn bãi rác Và giấu chuyện này với Negan Lúc này ở Ocean Side, Aaron và Init bị còng lại Cái cộng đồng này kêu là khử hết tất cả những người đến gần Nhưng mà chả thấy làm bao giờ Cái đứa Init thậm đưa cả thủ lĩnh của họ lên đường mà vẫn được thả ra Aaron thì vẫn mặt dày nhờ giúp đỡ cho bằng được còn Init thì quay lại bảo là đừng có giết người linh tinh đúng là hậm hĩnh dù thất bại nhưng mà Aaron quyết định ở lại để thuyết phục tiếp quay lại về Rick và Michonne thì cả cộng đồng nhặt rác giờ chỉ còn Jadis sống sót cô này muốn đi theo Rick nhưng mà anh ta không đồng ý tại vì giờ cô chả còn tác dụng gì cả Jadis sau đó phải dùng máy nghiền rác để dọn hết đám zombie và cứ vật vờ sống như một cái xác khi rời đi Michonne thấy bỏ lại cô này thì vô tâm quá và Carl có lẽ không muốn thế Rick liền dừng lại và lôi đống thư của Carl ra nhưng mà là đọc thư gửi cho Negan Không rõ bên trong viết gì nhưng Rick có vẻ là bối rối và lập tức yêu cầu gặp Negan qua bộ đàm lấy của lũ Xavier Rick kể lại chuyện của Carl và mong ước hai bên đình chiến của thằng bé Nhưng mà đã quá muộn để làm thế rồi và Rick sẽ tự tay kết liễu Negan Trong lúc này thì những người sống sót ở Alexandria đang tìm đường để chạy đến Hilltop Mà phải né quân của Xavier đang lùng sụp khắp nơi Tay bác sĩ và Gabriel thì đang lạc đường Tệ hơn là tự dưng bố ghép bị ly sin phải tự nhủ là chúa sẽ dẫn đường cho mình mà đúng là chúa dẫn đường bằng tiếng chuông thật ghép đi theo tiếng chuông đến một căn nhà và tìm được thuốc thang các thứ ở đây gabriel lỡ tay làm vỡ con lợn và tòi ra chìa khóa xe và bản đồ đến một cái bảo tàng gần đó trên đường ra cái xe ô tô thì bụp. bác sĩ bị sập bẫy ghép chạy đến cứu và may mắn tránh được hết tất cả những cái bẫy khác đúng lúc này thì lũ zombie đến một con ngã lên người của bác sĩ ghép muốn bắn nhưng mà có thấy gì đâu thế là nhắm mắt bắn bừa và ai ngờ là cứu được bác sĩ thật thế là bác sĩ bắt đầu tin là chúa đang dẫn lối họ thật thì bùm lũ xe xuất hiện hai người bị bắt lại và bác sĩ tự sát luôn Nhóm của Alexandria thì cũng quyết định nghỉ chân lại sau một đêm di chuyển Tara thì xuất ruột để khử đoai nhưng mà không ai đồng ý cả Negan thì đã phát hiện ra bác sĩ mất tích và đến để đe Eugene Nhưng vấn đề chính thì vẫn là dây chuyền sản xuất đoạn Vì Savior đang túng thiếu sau đợt càn quét zombie Quay lại với Alexandria thì Daryl cùng mọi người đang tìm đường để tránh lũ Savior Thì đoai đề nghị là đi qua đầm lầy Tại vì đây là nơi mà Negan sẽ không cho quân canh gác Thế là Daryl và vài người khác sẽ đi trước mở đường trong khi đó thì tara lựa chọn ở lại bảo vệ mọi người khi có một đàn zombie đi ngang qua thì cô ép dry đi cùng để xử lý và cũng là để xử luôn dry cả hai giật đổi một đoạn thì phát hiện ra quân Xavier đang kiểm tra đầm lầy dry bất chấp cái việc có thể anh đã bị lộ phản bội mà chạy ra may mà lũ Xavier này chưa biết gì cả thế là anh đánh lạc hướng chúng khỏi đầm lầy thế là từ hành động này tara hết buồn giết dry luôn thậm chí là bảo vệ dry trước sự nghi ngờ của dero các bọn sau đó đến được hilltop lúc này thì ghép được đưa đến xưởng làm đạn để bổ sung nhân công chứ không phải là để vạch tội Gabriel đã không khai ra sự thật và ngày hôm sau thì Negan lại tập hợp quân đội. Hắn muốn vũ khí mọi người phải tẩm máu zombie để khiến cho những kẻ bị thương đều bị biến đổi hết. Đó là kế hoạch cho cuộc trình phạt Hilltop. Dwight muốn tự lái xe để tìm cách báo cho đồng minh nhưng bị Simon ép đi cùng. Simon dụ Dwight đi cùng để nói xấu xếp, cụ thể là sự bất mãn vì Negan không tàn sát hết bọn phản loạn. Negan thì đi một mình trên con xe đen. Lúc này thì Rick cũng đã đến Hilltop. Daryl liền đến xin lỗi vì cho rằng việc anh đâm xe vào cổng Sanctuary đã giúp chúng thoát ra ngoài nhưng mà Rick cũng không để tâm nữa. Nữa. anh hỏi về tình hình phòng thủ các thứ và quyết định là ra ngoài trinh sát. Lúc này thì Margie còn phát hiện ra một tờ giấy yêu cầu trao đổi đĩa nhạc lấy thực phẩm. Mark ghi thấy một, một, một này đùa vui phết, những kiểu là giveaway của những đồng thối tai nhở. Nhưng mà mi lại thuyết phục là hãy chấp nhận cơ hội này. Lúc này thì Rick phát hiện ra đoàn xe của xe Thay vì bấm còi báo hiệu, thì Rick quyết định đột kích xe của Negan mà đúng lúc mà simon đang có tâm làm phản hắn ra lệnh quân xavier chờ đợi còn hắn và roy sẽ đi tìm negan cuộc đua xe của rick thì đã dừng lại và chuyển sang là chơi trốn tìm trong tòa nhà quay lại với Maggie, họ gặp được chủ nhân tờ giấy là georgie ba này cùng hai người đồng hành chuyên đi lại giữa các cộng đồng đề nghị trao đổi đĩa nhạc lấy thức ăn và tri thức quan trọng cho tương lai làm thế để tạo dựng niềm tin giữa các cộng đồng thế là Maki quyết định bắt lại hết lại và hiểu top rồi tính sau quay lại với cuộc chiến của Rick hai ông già vườn nhau trong căn nhà tối om mở combat thì bằng đòn mõm và Rick phát hiện ra một căn phòng chứa zombie và cây gậy bóng chày Negan làm rơi đã thế Simon và Dwight ở bên ngoài lựa chọn là phản Negan luôn coi như là ông này chết rồi quá là thiên thời địa lợi nhân hòa cho Rick anh đốt cây gậy bóng chày để dụ Negan ra hai người vật lộn nhau trong căn phòng chứa đầy zombie Negan phá cửa sổ chạy trốn Rick đuổi ngay theo sau nhưng mà không thấy hắn đâu lúc này thì ở Hilltop mọi người đã biết lũ Sevier sẽ đến, thế nên là Michonne đến dục Maggie xử lý vụ Georgie để họ không phải dính đến Sevier. Ban đầu thì Maggie muốn cướp hết đồ nhưng mà Michonne lại đem kim bài kho ra thuyết phục, thế là Maggie quyết định xử lý theo cách hòa bình, chấp nhận trao đổi của Georgie. Bang này thì đưa ra một quyển sách viết về kiến thức đủ các mặt để xây dựng lại thế giới. Wow, thế là chủ trương hòa bình của kho đã đúng. Simon tuyên bố Negan biến mất nhưng mà họ phải tiếp tục đến Hilltop để gieo rắc nỗi kinh hoàng lên kẻ địch. Mà Negan thì đang ở đâu? Hắn đang nằm trong tay của Jadis Tối hôm đấy thì quân Sevier đến cửa. Hilltop, nhưng mà dàn xe bị chặn lại bởi tuyệt chiêu giải đinh kế hoạch a của maki là dùng tù binh để uy hiếp nhưng mà simon quyết tâm huyết tẩy hưu đúng lúc đó thì daryl bất ngờ tập kích từ phía sau rồi chui ngay vào cổng xavier đuổi theo thì bị một chiếc xe buýt chắn ngang đường quân hưu lập tức khai hỏa đánh phủ đầu lũ xavier đáp trả bằng mũi tên vũ khí cách nhau mấy đời nhưng mà xavier đông nên là từ từ vẫn lấn vào được simon ra hiệu tấn công tara nhưng mà đôi dùng mũi tên bắn cô trước tại vì nó không tầm máu zombie nhưng mà daryl nhìn thấy và hiểu nhầm hưu đột nhiên bắn vỡ hết đèn xe rồi rút lui sạch trong tòa nhà lớn khiến cho lũ Xavier ngỡ ngàng chả hiểu chuyện gì mục đích trò này là để không gian tối thui rồi đột ngột tấn công bằng ánh sáng sau bao nhiêu chiêu trò thì Simon buộc phải rút lui sáng hôm sau người dân Hilltop sửa sang lại mọi thứ Rick lặng lẽ chuẩn bị phòng ốc cho hai đứa trẻ con bệnh nhân các thứ được chăm sóc cẩn thận cho đến đêm hôm đó những người bị thương bắt đầu biến thành zombie lúc đấy thì cái thằng Watt Henry lại tự cầm một súng đến chỗ tù binh rồi mở cửa hô ra là thằng nào giết anh tao tám mùa rồi mà thằng trẻ con vẫn ngu lúc đấy thì có tù binh biến thành zombie và phải thế là loạn hết cả lên thằng bé mất súng và bị đẩy ngã sang một bên ở trong nhà lớn thì cũng loạn chẳng kém sau khi ổn định lại thì rick đoán được cái vụ bôi máu do bị lên vũ khí thế là họ cũng chả thắng được xavier lần này tất cả bắt đầu lo lắng cho tara vì cô cũng bị thương nhưng mà vẫn còn việc cần làm đấy là truy bắt đám tù binh chạy trốn được cái là cũng có mấy tên không trốn mà lại giúp đỡ đến ngày hôm sau thì mọi người mới biết được chuyện của thằng henry ezekiel đề nghị carol đi tìm thằng bé nhưng mà cô đang nghĩ là thằng cu khó lòng mà sống giống y hệt như con gái ngày xưa nên là thôi thời gian mất thì không lấy lại được trẻ con thì đẻ được Kara thì sống sót qua một đêm Thế là cô lại càng tin tưởng Dwight có ý tốt hơn Nhưng mà Daryl vẫn khăng khăng không tin Michonne thì vẫn chìm trong những bức thư của Carl Còn Rick thì vẫn nhất quyết không đọc chúng Morgan thì đầy đủ trang bị để đi tìm đám tù binh Carol sợ anh rơi vào tình trạng điên cuồng nên đi theo Maggie thì đang lo lắng cho lần tấn công tiếp theo Nhưng Daryl bảo là bọn này dùng cung Nghĩa là đang thiếu đạn dược rồi Thế là Rosita mới nhớ ra cái vụ làm đạn của Eugene Và cần phải đi điều tra ngay cái phân xưởng này Trong lúc này ở bãi rác thì Jadis đang chờ đợi một cái điều gì đấy còn Nigel thì bị trói vào một cái xe đẩy hàng Trong lúc Jadis đi lấy một con zombie Negan đã một tay cầm súng Một tay cầm pháo sáng đe dọa đốt hết tấm ảnh quý giá của cô Đột nhiên thì có tiếng trực thăng vang lên Jadis bất chấp lao lên cướp pháo sáng Làm pháo sáng rơi xuống vũng nước gần đó Lúc đấy thì chiếc trực thăng xuất hiện Jadis thắp cái pháo sáng nhưng mà không kịp thu hút sự chú ý của nó Cô bực bội muốn đốt chiếc gậy của Negan Nhưng bị hắn thuyết phục nên là bỏ qua hết mọi chuyện Jadis sẽ mất hết hy vọng nên là buông tha luôn cho Negan Nhưng mà không gia nhập Xavier mà chọn cô đơn ở bãi rác Morgan và Carol thì vẫn đang lần theo dấu vết của bọn tù binh để lại đột nhiên thì morgan nhìn thấy henry nhưng mà đó chỉ là cái bóng trong đầu anh thế là morgan đinh ninh là thằng bé chết rồi hai người thì gặp một đàn zombie và phát hiện cây gậy của henry trên một con zombie lẻ thế là carol quyết định đi tìm henry còn morgan thì muốn giết lũ tù binh hơn là đuổi theo một hy vọng morgan gặp được rick cũng đang đi tìm lũ tù binh nhưng mà cả hai bị bẫy ngược lại và giam giữ ngủ luôn rick hết bài thế là đành phải dùng cái bài là hứa hẹn tương lai tươi sáng tại hilltop để xin được thả đúng lúc đấy thì zombie tràn đến thế là có những tên đồng ý cứu Rick và Morgan Nhưng mà sau khi cầm được vũ khí lên tay Thì Rick và Morgan tàn sát hết Anh không làm được nhưng mà anh hứa được Carol bên này đã tìm ra được Henry Thằng bé kẹt trong gốc cây y hệt chỗ Rick giống con gái cô năm xưa Cô đem nó về Hilltop Khiến cho Ezekiel sướng dí nước khoai mắt Mặc dù ông lại chẳng biết đi tìm được cô kia tí nào Morgan đi về để gặp được Henry để bối rối với Lin Tại vì không biết thật hay ảo Sau khi con phương là thật thì Morgan bảo là đã trả thù cho Benjamin mẹ thằng, thằng bé hiểu trong ta có vui lắm không tối hôm đó Negan gặp được người quen và người này sẽ khiến cho mọi chuyện phức tạp hơn trong lúc Lúc đấy thì Rosita và Daryl đã tiếp cận được xưởng đạn. Rick thì đã đủ can đảm để đọc thư của Kho. Thằng bé muốn anh giảng hòa với Negan để chung tay khôi phục thế giới này. Trong lúc đó, Michonne cũng tò mò đọc thư gửi cho Negan. Gregory thì lại đến nơi tự Simon. Aaron thì vẫn vật lộn bên ngoài Ocean để tìm cách thuyết phục cộng đồng này tham chiến. Eugene thì vẫn đang nỗ lực làm đạn cho tuyến bên kia. Phát hiện ra là Gabriel đang cố tình làm hỏng đạn khiến nó phát nổ chứ không bắn đi, nhưng mà Eugene cũng để tình tha thứ cho cha xứ. Sau đó thì Eugene bị Daryl và Rosita lập tức mai phục và dẫn về Hilltop. nhưng mà giờ Eugene khác rồi. Lợi dụng lúc loạn zombie trốn mất. Lúc này trong nội bộ Xavier, Negan tổ chức cuộc họp để trừng phạt Simon và bắt hắn quỳ lỗ nhận tội trước tất cả mọi người. Xong xuôi thì Negan phổ biến kế hoạch mới để lương thực tại một số điểm bao quanh Hilltop. Bất cứ người nào của Hilltop đến lấy cũng lọt vào mai phục. Dwight thấy thế liền ghi nhớ để thông báo cho Rick. đúng lúc đấy thì Simon đến và rủ Dwight tham gia hội lật đổ Negan. Thế là Dwight mách Negan và tất cả những người trong hội này đều bị xử tử hết trừ Simon. Hắn được cho phép đấu một một với Negan để tranh vị trí thủ lĩnh. Nên lúc đó thì Dwight đưa bản đồ cho Gregory Để ông ta đem tin tức về cho Hilltop Kết quả trận kia thì đương nhiên là Negan thắng Và không còn team mông nào nữa cả Vấn đề ở đây là Người quen Negan gặp được chính là cái nữ chỉ huy Mà biết Dwight là phải kẻ phản bội nghĩa là việc Dwight đưa tin cho Rick đã nằm trong tính toán của Negan và nghĩa là đó là kế hoạch giả. Cùng lúc này thì Eugene đã quay về phân xưởng và nhận được lệnh sản xuất đạn gấp rút để chuẩn bị cho chiến tranh ngày mai. Negan thì nhận được cuộc gọi của Michonne, cô chuyển đến thư của Carl cho hắn. Đại khái là hy vọng Negan đồng ý giảng hòa nếu mà Rick đề nghị làm thế, nhưng mà Negan bảo nope, quá muộn rồi. Ngày hôm sau, Hilltop gấp rút chuẩn bị đối phó với kế hoạch của Xavier. Negan cũng tập hợp một đội quân chuẩn bị cho Rick một bất ngờ lớn. Kế hoạch của Negan là dụ Hugh tấn công lũ Xavier tại các địa điểm trên bản đồ và ở các địa điểm đấy lại có những bản đồ khác chắc chắn Rick sẽ đến những cái chỗ đấy và đó là bẫy Rick thì đớp như cá đớp mồi trên đường đi họ nhìn thấy phía xa có một đàn zombie lúc này thì một nhánh của Xavier đến tấn công trực tiếp Hilltop khi mà lực lượng phòng vệ nơi này yếu kém nhất đội của Rick thì đã bị mai phục trên đường đi mà thôi thế là xong mất hết cá nằm trên thớt thôi bài Rick nhưng mà ngay khi Negan hạ lệnh nổ xuống thì tất cả viên đạn của chúng phát nổ nổ ngược lại thế trận đảo ngược hoàn toàn tất cả là nhờ công của Eugene trong lúc đó ở Hilltop thì cộng đồng Ocean Sai bất ngờ xuất hiện cứu trận Thế là kế hoạch đầy não của Negan đã bị outplay Mà kẻ thù trực tiếp là Rick thì chẳng biết gì cả Đây là điểm báo cho Rick vô dụng hồi mùa sau đi là đúng Nhưng mà giờ là lúc mà Rick đối mặt với Negan Thế này thì Negan chả có lối nào mà thoát rồi Cơ mà Rick lại đề nghị giải quyết hòa bình giống như điều mà Carl mong muốn Rồi chém phát ngang cổ Negan Thị uy để hắn và lũ Xavier biết chúng đã thực sự thất bại Về sao Rick vẫn kêu bác sĩ đến cứu sống Negan Và điều này làm cho Maggie phát điên Nhưng mà Rick đã quyết định vượt qua sự căm thù cá nhân để hướng tới tương lai tốt hơn để mở ra thế giới mới và sau trận chiến kéo dài một mùa Sevilla đã trở thành đồng minh Eugene bắt tay sửa chữa lại Alexandria Daryl thì trả Dwight cho đi tìm vợ và anh đã thấy bức thư khác của vợ ở nhà cũ Morgan đến bãi rác tìm ra Dis và mời cô gia nhập cộng đồng còn anh thì sẽ ở lại bãi rác một mình để tu tâm dưỡng tính Ezekiel thì quay lại Kingdom cuối cùng là Maggie cô cùng vài người khác quyết tâm sẽ phải trừ khử Negan nhưng mà Negan thì sẽ mãi mãi ở trong tù để trở thành một biểu tượng cho sự thất bại của sự tàn bạo và hướng tới tương lai và đó là kết thúc của phần 8. Tôi là vui vẻ, hãy cùng chờ đợi sự ra đi của Rick trong phần 9 vào tuần sau. Đừng quên đăng ký hệ tầm kênh của The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.